Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Phong Lý Phi. Trong chapter 1081 tuyệt hay mới đây, chúng ta đã tiếp tục được thấy Gáp Thiền xuất mạnh bá đạo. Và lần này ông không đấm đất, đấm đá, đấm nhà, đấm cửa nữa, mà là đấm nhau với thằng đệ tử đầu tiên của mình, cựu đô đốc Aokiji, và cũng là thiền trưởng Titanic thứ 10 của bang Rodan ở hiện tại. Cũng trong khoảnh khắc đó thì Aokiji đã nhớ về quá khứ, thời điểm gặp Rodan cùng với đồng bọn một năm trước. Và cũng từ đây chúng ta được biết thêm nhiều điều thú vị về kẻ có vết bỏng vô cùng bí ẩn mà Kick từng đề cập ở Wano. Theo đó, kẻ có vết bỏng đi trên một con tàu màu đen kịt. Và nếu ai có ý định mong mang tiếng lại gần thì sẽ ngay lập tức bị các xoáy nước khổng lồ nuốt chửng. Dường như nhân vật đó càng trái quỷ. Quay về thực tại, khi mà Aokiji đã từ chối giấy ban cho Hibari đi yên cho Kobe và trở lại hải quân, chúng ta chưa biết động cơ thật sự phía sau là gì, nhưng ngay lúc này điều đó khiến cho Gap không hài lòng chút nào. Và như một lẽ tất yếu, Gap đã chủ động tấn công phủ đầu, tóc biến tiếp cận bóp mặt rồi ném mạnh xuống đất bằng chiêu thức Blue Hole, khiến mặt đất nước ra tạo thành một cái hố sâu thẳm. Aokiji rơi thẳng xuống đó. Quá kinh khủng khi Gap đã 78 tuổi, còn Aokiji từng được đề bạt lên chức thị sư đô đốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã biết kết quả trận chiến giữa Rodan với Law như thế nào, và hoàn toàn không có một cơ hội nào cho Law cả. Banhurst đã hoàn toàn bị thất bại thảm hại khi con tàu Bolotan đã bị phá nát. Rodan đã có được thứ mình muốn, những phiến Bonneglyph. Dù vậy thì Law vẫn đỡ hơn Kick khi được Bebo hóa Sulong giải cứu trong túi tác. Và để Bebo có thể hóa Sulong ngay giữa ban ngày thì tất cả là nhờ vào Chopper. Tạm thời bỏ qua Gap với Kuzan, Rodan với Law, bởi chapter 1082 mới nhất này là những diễn biến thật sự hấp dẫn xoay quanh hội Rod với hai quân, đồng thời Sabo cũng đã quay trở lại. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh uống trắng trà và phân tích quanh bi chapter 1082 mới nhất đẹp dẫn này. Nếu bạn còn nhớ thì hội Rod đã nghĩ ra và làm được chuyện mà chưa một hải tặc nào nghĩ tới, dù cho đó có là vụ hải tặc Queen Roger, Tứ Hoàng Rau Trắng hay một ai khác. Trước giờ chúng ta chỉ thấy hải quân nói riêng hay chính quyền thế giới nói chung đưa ra các mức tiền truy nã cho hải tặc và các thế lực thù địch. Về lâu về dài, hải tặc xem việc có mức tiền truy nã càng cao thì cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng sức mạnh càng lớn. Rõ ràng là vậy, nhưng nếu nhìn vào một phương diện khác thì hải tặc cũng chỉ là hải tặc, là những thành phần bị hải quân săn đuổi. Điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra, tức là hải tặc ở vị trí của một kẻ đi săn, còn hải quân là con mồi bị săn đuổi. Vì thế việc hội Rod với Tứ Hoàng Bất Kỳ treo thưởng cho những cái đầu của hải quân có thể xem là một cuộc cách mạng, là một đại địa chấn. Bởi chính điều này về lâu về dài sẽ làm cho thay đổi tư duy của một đại bộ phận hải tặc hải quân. Hải tặc thì hung hăng, tàn bạo, ngang ngược, hống hách, thách thức hơn. Còn hải quân mà cụ thể là những người bị truy nã, bị treo thưởng thì sẽ lo lắng, bất an, luôn phải đề cao cảnh giác hơn, khi mà ngay cả những người dân bình thường cũng có thể trở thành kẻ thù. Tóm lại, việc hội Rod truy nã ngược lại hải quân sẽ làm cho sức mạnh tinh thần của hải tặc dâng lên cao, còn hải quân thì xuống thấp thậm tệ. Và trong chapter 1082 mới nhất này, chúng ta đã thấy được hậu quả nhân lòng của cái lệnh truy nã đó mang lại. Đó là một kết quả rõ ràng, chứ không phải là truy đuổi săn lùng giống như Kobe từng phải chạy trốn ở Hachinosu mới đây. Theo đó, ập vào mắt chúng ta ngay từ đầu chapter là thông tin cáo phó trên trang bìa tờ báo. Phó đô đốc T-Bone, người được cả hải quân lẫn người dân kính trọng, đã bị giết chết. Cái chết của ông ấy đã gây ra chấn động trên toàn thế giới. Dù vậy thì hải quân đã từ chối đưa ra bình luận về biến cố trên. Thế giới đã biến thành như thế nào vậy bà Trương ơi? Dân chúng mà chúng ta đã tuyên thệ sẽ bảo vệ lại đâm sau lưng chúng ta, thế thì ai mà chịu cho thấu cơ chứ? Sengoku đang ngồi ăn bánh uống trà ở tổng bộ hải quân đã than thở như thế với bạn đồng liêu Trương Rư về cái chết của T-Bone. Và Trương Rư đã nói rằng không chỉ có hải tặc mới ham tiền, huống hồ chi giờ hải quân cũng bị treo thưởng nên bị người khác nhắm tới cũng là lẽ thường. Đặc biệt lại là ở một nơi như vương quốc BB với hàng ngàn người chết đói mỗi năm, nên T-Bone đã bị sát hại cũng không có gì lạ. Ám chỉ người dân ở đó túng quá, hoa quẳng, sẵn sàng giết luôn cả hải quân chỉ mong có tiền sống sót. Về cơ bản thì theo Trương Rư, hải quân đã đánh giá quá thấp Tứ Hoàng Bất Kỳ cũng như Horus, khi không nghĩ rằng cái lệnh truy nã chết tiệt đó lại thật sự nguy hiểm tới vậy. Và nếu bạn còn nhớ thì hải quân cũng đã từng đánh giá Horus là một mối hiểm họa khôn lường với sự có mặt của Mihawk với Crocodile, cũng như hành động săn lùng hải quân, sau đó đưa ra mức tiền truy nã cho cả ba. Thế nhưng với những lời của Trương Rư, chúng ta có thể hiểu rằng bộ ba Bất Kỳ Mihawk Crocodile còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với mức tiền truy nã kia. Rõ ràng là thế, với việc hải quân cũng bị truy nã thì họ không thể nào phục vụ và bảo vệ dân chúng, nếu như bất kỳ lúc nào họ cũng phải đề phòng canh chừng bị đâm sau lưng. Vì thế hội Rod này phải bị xóa sổ càng sớm càng tốt, bởi nếu không thì nó sẽ rút cạn tinh thần của tất cả hải quân, dẫn đến suy yếu toàn bộ lực lượng. Và đúng là không có nhận xét nào chính xác nhất, khách quan nhất bằng những lời nhận xét của kẻ thù. Thế thì chúng ta mới thấy hội Rod nguy hiểm như thế nào, dù Bất Kỳ, Mihawk và Crocodile vẫn đang ngồi yên một chỗ. Bên cạnh đó thì Sengoku với Trương Rư cũng ém tay ghế bật ngửa khi Hina xuất hiện rồi nói rằng Gap đã rời trụ sở vài ngày trước, kéo theo cả đội đặc nhiệm Shaw, bao gồm cả cô cháu gái Trương Rư là Kuzaku, để đi tới Hachinosu giải cứu Kobe. Với điều này thì liệu rằng Sengoku với Trương Rư sẽ tạm gác lại chuyện hội Rod sang một bên và cùng nhau đi tới Hachinosu không? Khi Sengoku đã quá hiểu Rodan mạnh, mưu mô như thế nào? Và nếu không thì tôi cũng hy vọng sẽ được thấy những nhận xét về sức mạnh của Gap. Còn ở đảo Karaibari, trụ sở chính của hội Rod ngay lúc này thì sao? Tứ Hoàng Bất Kỳ đang tổ chức ăn mừng chiến công. Làm tốt lắm, những đế vương thế giới ngầm hẳn là vui lắm, một ngôi sao ác lại tỏa sáng. Và bạn thấy gì không?
Một lần nữa các con trùm thế giới ngầm được nhắc tới, lần trước là bởi răng Neil, còn giờ là chính miệng Buggy. Nó lại làm tôi thêm tò mò về thế giới ngầm trong Wannabe sẽ có vai trò quan trọng gì không, sau khi Doflamingo ngồi sau song sát. Và ai sẽ là ông trùm thật sự của thế giới ngầm ở hiện tại, là Crocodile hay một ai? Bởi chúng ta biết rằng, trong Wannabe các tổ chức ngầm vẫn là một cái gì đó rất bí ẩn, là một thế lực cũng rất đáng gờm. Và đó cũng là nơi mà chính quyền thế giới, lẫn các tư hoàng cũng như cuộc cách mạng đều muốn tranh giành ảnh hưởng. Nếu bạn còn nhớ thì trong đám cưới chính trị giữa Budding với Sanji, chúng ta đã thấy Big Mom mời rất nhiều ông trùm tay to mặt bự. Và trong số đó có cả thành viên của CBRO Stussy, cô nàng này đã đổi lốt là một bà trùm khu phố đèn đỏ. Và các ông trùm trong thế giới ngầm này hoàn toàn có thể chi phối một cách triệt để trong một mảng cụ thể nào đó. Ví dụ điển hình cho điều này chính là lèo báo Morgan, ông trùm truyền thông trong thế giới Wannabe. Morgan lèo lái dư luận thế giới bằng ngòi bút sắc bén, khiến mọi thứ trở nên có lợi nhất cho mình. Và dù chính quyền thế giới đã dùng củ cà rốt lẫn cây gậy nhưng vẫn không thể bẻ cong được ngòi bút của Morgan. Và hình ảnh mà bạn đang thấy đây là nhân dạng của kẻ đã giết chết Father of Thibon, một lão già ốm yếu, rách rưới nghèo đói từ đầu tới chân. Chúng ta sẽ nói về lão già này sau. Còn ngay lúc này, Buggy đã thật sự chuyển khoản tiền thưởng cho gia đình ông già kia. Không biết Buggy có trừ đi 10% VAT hay không. Nhưng không chỉ tiền thưởng, Buggy còn thu nhận lão già kia vào hội Rod. Đó chính là cái cách Buggy bảo vệ ông ta khỏi sự truy lùng của Hải quân, và cũng là một cách để khuếch trương thanh thế của hội Rod. Bởi điều này sẽ khiến cho những người khác an tâm hơn khi có ý định trừ khử Hải quân để nhận thưởng. Nếu bạn còn nhớ thì đao phủ chiếm tàu Thibon chính là người lính Hải quân trong đoàn hộ tống Robin từ Water Seven tới Enigma 2 năm trước. Thời điểm đó, ông là một đại tá với sở thích là giúp đỡ người khác, cũng như 100 ngôn sống. Mỗi người làm trăm việc tốt. Và Zoro đã nhận xét ông là một kẻ mạnh khi nhìn thấy con vua biển khổng lồ bị chẻ làm đôi, và cũng là một người tốt khi cố gắng chạy bộ đuổi theo con tàu hỏa sau khi bị Sanji dụ dỗ ra hai toa cuối rồi chia tách với đoàn tàu. Như vậy thì vẫn bị Zoro đánh bại. Sau đó, trong Adventure 18, Oda đã tiết lộ Thibon đã được lên chức trưởng đô đốc và mới đây nhất là cấp bậc phó đô đốc trên tờ cáo phó. Tức Thibon ngay lúc này đã có cùng cấp bậc với Garp, Tsuru, Smoker, Momonga, Onigumo, Doberman, Haydor, tư lệnh của trụ sở Hải quân G14. Đây đều là những trụ cột sức mạnh của Hải quân, chỉ xếp sau ba đô đốc và thủy sư đô đốc. Với điều này thì bạn nghĩ rằng ông già ốm yếu rách rưới này có đủ năng lực sức mạnh để giết chết Thibon không? Tất nhiên là không thể nào, mà đằng sau đó phải có sự ống khúc nào đó mà chúng ta chưa được tường tận. Bởi ngay cả Hải quân thì cũng từ chối đưa ra bình luận cụ thể cho cái chết của Thibon. Kết hợp với việc trong lần xuất hiện ở Water Seven 2 năm trước, khi đang cúc bộ đuổi theo đoàn tàu, Thibon đã từng nói rằng nếu để mấy tên tội phạm kia trốn thoát thì sẽ có thêm rất nhiều dân lành phải chịu đau khổ. Ta phải mang đến chính nghĩa cho cái thế giới bất công này, dù ta có phải đánh mất cả chân lẫn tay trong cơn sóng hung tợn này. Hay trước đó nữa là khi cấp dưới báo cáo có chuyện nguy cấp thì Thibon không ngần ngại mà nói rằng chuyện gì thế, nếu có thể giúp được thì dù hy sinh tính mạng ông cũng sẽ sẵn lòng. Cùng câu nói của Zoro sau khi đã bại Thibon, có lẽ chính nghĩa là một gánh nặng quan trọng với ngươi. Một câu nói làm tôi nhớ tới đô đốc Fujitora khi đã tự hủy đi đôi mắt của mình sau khi nhìn thấy quá nhiều điều không muốn thấy. Và đô đốc Fujitora đã làm gì ở Dressrosa? Ông đã quỳ xuống xin lỗi vua Riku và người dân Dressrosa, cũng như cảm ơn và mở đường cho bang Murom cùng với đại hạm đội Murom ra khơi. Những chuyện khiến chúng ta không khỏi giật mình thảng thốt đầy kinh ngạc, thêm yêu quý nhân vật này khi chúng ta biết rằng đô đốc chính là những người bảo vệ trực tiếp cho các thiên long nhân. Và sẽ như thế nào nếu tôi nói rằng Thibon cũng giống như đô đốc Fujitora đã làm trái mệnh lệnh của cấp trên khi nhìn thấy quá nhiều thứ bất công, quá nhiều người dân phải sống trong cảnh cùng cực, không có cái ăn ở vương quốc bé bé. Tức là không phải ông già kia đã giết chết Thibon, mà là Thibon đã tự chủ động tìm cách để giúp ông già cùng với gia đình để có tiền trang trải cuộc sống, bằng cách loan tin Thibon đã chết để hồi rốt, gửi tiền truy nã cho thân nhân của ông già, như chúng ta đã thấy. Và với cái chức danh phó đô đốc thì ít nhất cũng phải được truy nã 4 sao, tức là 400 triệu Bailey. Thậm chí tôi còn cho rằng, sau khi nhìn thấy những gì mà chính quyền thế giới gây ra cho vương quốc BB, Thibon đã thật sự vì chính nghĩa nên đã quay xe luôn về phía cuộc cách mạng, chuyển sang đội quân dưới trướng Dragon. Bởi trước đó, trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị Riri, sau khi chào tạm biệt Sanh Tóc Đỏ, trên đường đi tới diện kiến Im, một nguồn tin đã nói rằng sự cân bằng của thế giới không thể duy trì mãi được, có lẽ cần phải tiến hành một cuộc đại thanh lọc. Sau đó khi gặp Im, một nguồn tin khác đã hỏi Im rằng ánh sáng cần phải bị dập tắt khỏi chiến trường này, ngài đã quyết định chưa ạ? Nếu ngài đã có quyết định thì xin hãy nói ra một cái tên. Và cho tới hiện tại thì chúng ta có thể nói rằng Lulucia chính là ánh sáng xấu số cần phải bị dập tắt đó. Nguyên nhân cho điều này là gì? Phải chăng là bởi vì đây là một trong số 8 quốc gia đã bị quân cách mạng thành công lật đổ kiểm soát khi các vị vua đang trên đường hồi quốc sau hội nghị Riri? Và nếu như vậy thì 7 quốc gia còn lại là những cái tên nào? Tôi nghĩ rằng BB mà Trư Rư nhắc tới với cái chết của Thibon là một trong số đó. Về cơ bản thì tôi không tin rằng Phó Đô Đốc Thibon đã thật sự chết. Tiếp tục với những diễn biến chapter. Theo đó chúng ta đã thấy con tàu mới vừa được hoàn thành của Hiroshi, một con tàu với chủ đề chủ hề với phần đầu thật sự nổi bật. Như vậy thì khi nhìn thấy con tàu, thay vì ngập tràn hạnh phúc vui vẻ cười nói, Tứ Hoàng Buggy đã mắc chưa à, mồm chưa, lòi mắt rớt cơ răng ra ngoài, thốt lên, cái định mệnh. Bởi đơn giản, Buggy biết rằng mình sắp phải ăn hành thay cơm, tiếp tục trở thành nơi xả stress của Mihawk với Crocodile.
Và nhìn vào hình ảnh mặt cắt không còn giọt máu, quá mức bị hại này mà IK Bunky thật sự mạnh, chỉ là đang vô nghề, chịu đám ăn xôi thì tôi bó tay. Mày nghĩ bọn tao sẽ ở trên đó à? Và rồi từ tốn gọi Bunky vào trong phòng họp để nói chuyện, ba người họ thật sự cần sự riêng tư. Theo đó, sau khi đánh đấm phủ phê chán chê rồi treo cái đầu Bunky lên móc sắt, thì Mỹ Hắc với Crocodile cũng đã ngồi xuống ăn bánh uống trà, bàn luận thế sự. Theo đó, cái tên Hội Rốt đã thật sự được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới, và Hải quân cũng đã chú ý hơn tới họ. Về cơ bản thì mọi thứ đang diễn ra theo đúng dự kiến. Điều này có nghĩa là gì? Mỹ Hắc với Crocodile muốn dùng việc Hội Rốt Trina Hải quân để khuếch trường thân thế, nhằm tuyển thêm nhiều thành viên nhất có thể. Tại sao họ lại cần tuyển thêm nhiều thành viên như vậy? Đó là bởi vì họ muốn gia tăng sức mạnh lên cao nhất có thể. Nhưng để làm gì? Đó là để lập nên một quốc gia quân sự hùng mạnh, một kế hoạch tên là Utopia. Big Mom từng muốn biến Totoland thành một vương quốc với sự đa dạng chủng tộc. Kaido thì muốn biến Wano thành thiên đường hải tặc. Còn Rodan thì muốn biến Hachinosu thành một vương quốc hải tặc nhưng phải trực thuộc chính quyền thế giới với Rodan là vua. Bây giờ tới Mỹ Hắc với Crocodile cũng muốn có một vương quốc riêng, một vương quốc quân sự. Họ đang muốn tạo ra một vương quốc của riêng mình, một vương quốc hùng mạnh, không phải chịu sự kiểm soát giống như Wano quốc. Nhưng sau đó thì sao? Hai người họ sẽ an phận tại đây hay còn muốn đi xa hơn? Chúng ta chưa biết, nhưng tôi nghĩ rằng đây chính là ý tưởng của Crocodile. Và nó không phải chỉ là mới đây, mà Crocodile đã có kế hoạch từ 2 năm trước, thậm chí là trước đó nữa. Bởi Crocodile đã từng định cư ở Alabasta trong một thời gian dài nhằm tìm kiếm vũ khí của đại Bluton. Điều này có nghĩa, bên cạnh việc khuếch trương thân thế Hội Rốt thì Mỹ Hắc với Crocodile cũng đang âm thầm tìm kiếm các vũ khí của đại, giống như Big Mom Kaido từng muốn làm. Và sẽ như thế nào nếu Crocodile biết rằng vũ khí của đại Bluton đang ở Wano quốc? Chắc chắn Yamato cùng các samurai sẽ gặp những cái địch khó nhằn, bởi đối mặt với họ sẽ là kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Và dù bị đánh bầm dập tê tua tan tác, nhưng khi nghe thấy kế hoạch của Crocodile, Bunky cũng đã xen vào, lên tiếng phản đối kế hoạch Utopia đó. Bởi cơ bản thì Bunky không muốn sự nghiệp hải tặc của mình bị hủy hoại trong tay của Mỹ Hắc với Crocodile này. Không, mình không muốn như vậy, không muốn cuộc đời của mình lại trở thành như vậy. Tôi biết các người có thể xử lý tôi vì phun ra những lời như thế này, nhưng làm sao các người có thể gọi mình là hải tặc với kiểu mưu mô toan tính như vậy? Nó khiến cho Mỹ Hắc với Crocodile ngơ ngác nhìn Bunky. Rõ ràng cả hai không tin rằng Bunky dám lên tiếng như thế. Và tất nhiên là Bunky có lý do cho điều đó. Bunky nói về việc ngay lúc này, Sai Tóc Đỏ cũng đã rụt rịch hành động. Và trong quá khứ thì họ từng thuộc bang vua hải tặc, nhưng hoàn cảnh đã ngăn cấm họ cùng nhau đi tới lớp theo. Không những vậy, dù cùng tuổi nhưng tiềm năng của Sai Tóc Đỏ lại lớn hơn rất nhiều so với Bunky. Lúc nào cũng tỏa sáng, khiến cho Bunky đã vứt bỏ ước mơ chinh phục kho báu quân binh của mình, vì biết rằng không thể so bì được với Sai. Có thể thấy dù khuôn mặt bầm dập, nhưng ánh mắt của Bunky thì vẫn toát lên sự gato, căm phẫn rực lửa khi nói tới Sai Tóc Đỏ. Cùng với đó, chúng ta đã thấy một đoạn hồi tưởng về Bunky với Sai Tóc Đỏ. Thời điểm của đoạn hồi tưởng là 24 năm trước ở Lokotau, vào cái ngày hành quyết của D-Roger. Và đoạn hồi tưởng này chính là phần mở rộng của những gì Sai đã nhớ lại trong cuộc trò chuyện với Râu Trắng 2 năm trước. Theo đó, chúng ta đã biết vì sao Bunky lại từ chối đi cùng với Sai, rồi chửi Sai là đồ ngốc. Ta sẽ không làm thuộc cấp của ngươi đâu, đồ ngốc. Bunky đã hỏi Sai rằng họ sẽ đi tới lớp theo tiền Wanbi sau khi tiền trưởng của họ vua hải tặc của D-Roger bị sư tử, bởi Sai từng muốn đi trước đó. Tốt Bunky đã nhớ lại những lời của Sai khi chấp nhận ở lại chăm sóc cho Bunky trước đó. Đừng lo Bunky, một ngày nào đó chúng ta sẽ có tàu của riêng mình và sẽ cùng nhau trở lại đây. Thế nhưng thật bất ngờ, khi Sai đã thay đổi quyết định là sẽ không đi tới lớp theo vào thời điểm đó, tức là 24 năm trước. Nhưng tôi đổi ý rồi, ít nhất là lúc này tôi vẫn chưa sẵn sàng để đến đó. Và bạn thấy gì không? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Khuôn mặt này thể hiện Bunky thật sự quẫn, thất vọng với quyết định của Sai Tóc Đỏ. Bunky không tin đó là sự thật. Cậu không phải là bị vô kế nhiệm sao? Tôi đã nhìn lầm cậu rồi, Sai. Với suy nghĩ này thì rõ ràng thời điểm 24 năm trước, Bunky thật sự đã từ bỏ ý định trở thành vua hải tặc tiếp theo. Cái Bunky muốn chỉ đơn thuần là phò tá cùng với Sai đi tới lớp theo, để xem thử cái kho báu Wanbi mà mình đã bỏ lỡ một năm trước, trong mấy ước xấu đẹp có gì. Nôm na Bunky chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn cái trí tò mò của mình mà thôi. Còn về phía Sai, tại sao Sai lại không muốn đi tới lớp theo 24 năm trước, trong khi Wanbi là thứ mà mọi hải tặc đều thèm khát và đang nhắm đến? Nếu bạn còn nhớ thì trong phần hồi tưởng về Kozuki Oden, trong khung tranh này, ngay chỗ tôi khoanh tròn này, trước khi nói về vị trí con đảo cuối cùng, Gunny Roger đã khóa trái cửa lại nhằm không cho Sai đi vào bên trong. Và Sai là một người thông minh, cậu ta đã nhận ra điều này. Vì thế sau đó chúng ta mới thấy cảnh Sai rất thản nhiên nói rằng cậu ta sẽ lại chăm sóc cho Bunky và một ngày nào đó sẽ quay trở lại sau. Nhưng tại sao Gunny Roger lại không muốn Sai với Bunky cùng đi tới hòn đảo cuối cùng để trình lập theo? Nhưng bây giờ chưa phải lúc, chưa đến lượt cháu đối mặt với ánh bình minh đâu. Là những gì mà Gunny Roger từng khuyên bảo Pedro. Và tôi tin rằng Gunny Roger cũng đã từng nói điều này với Sai và Bunky. Trước đó ở quần đảo Sabari, vua tới Rayleigh cũng đã nói với Robin và bạn Murom rằng: "Nhưng con gái à, đừng nóng vội như thế, con nên tiếp tục hành trình trên con thuyền này từng bước một. Ta nghĩ rằng bọn ta và những người ở Ohara có thể đã hơi vội vàng. Dù ngay tại đây, ngay lúc này, ta có thể kể cho con toàn bộ lịch sử, nhưng bản thân con ngay bây giờ, con không thể nào làm được gì. Không, con hãy nhìn toàn bộ thế giới này thật kỹ vào. Và ai biết được, có thể con sẽ có một kết luận hoàn toàn khác với cái của bọn ta." Gunny Roger không còn nhiều thời gian,
Vì thế ông mới vội vã đi đến hòn đảo cuối cùng. Dù ông biết ông nóng vội và không thể thay đổi được điều gì, nhưng ông muốn biết ở hòn đảo cuối cùng đó có gì. Cậu sinh với Bucky thời điểm này chỉ là những cậu nhóc khai tạc tập sự, chỉ mới 14 tuổi, tương lai còn rất rộng mở. Có thể điều mà Goldie Roger muốn gửi gắm tới Shane chính là muốn cậu đi chậm rãi hơn, tìm hiểu nhiều thứ hơn, để biết thế giới này vận hành như thế nào. Và có thể Shane sẽ có riêng cho mình một câu trả lời. Hoặc đơn giản hơn là Goldie Roger muốn khi Shane đối mặt với ánh bình minh thật sự, thì cậu hãy bắt đầu ra tay, theo như các cách mà Goldie Roger đã khuyên bảo Pedro. Và ngay lúc này, sau 24 năm ngày Roger bị xử tử, chính là thời điểm đó, với ánh bình minh của thế giới đã thật sự ló rạng. Quay lại với chapter, nhưng tôi vẫn làm hải tặc, hãy đi cùng với tôi Bucky. Shane tiếp tục rủ rê Bucky sau khi nói mình sẽ không đi tới lập theo. Và như một lẽ hiển nhiên, Bucky đã đáp trả: tôi sẽ không làm lính lát cho cậu đâu, đồ hèn nhát. Cậu không quan tâm gì tới việc tiếp bước thuyền trưởng Roger sao? Cậu vẫn không quên phải không? Là lỗi của cậu mà tôi mất đi tấm ấn đồ kho báu. Tôi còn chưa tha thứ cho cậu chuyện nói đâu. Lần sau gặp lại thì cứ coi chừng đấy. Nói rồi Bucky đã quay lưng bỏ chạy trong một ngày mưa tầm tã. Tất nhiên là Shane không quên việc tiếp bước thuyền trưởng Roger. Thậm chí Shane còn muốn làm nhiều hơn thế, làm những chuyện mà Roger còn dang dở. Và chỉ là Bucky không biết, không thấu mà thôi. Về cơ bản thì Bucky từng là người bạn thân thiết nhất của Shane tóc đỏ. Và Shane đã phải chịu đựng rất nhiều thứ khi vẫn luôn để Bucky suy nghĩ sai về mình trong suốt 24 năm qua. Cả Bucky với Shane đều rất tự hào vì từng ở trên thuyền của vua hải tặc và cũng vô cùng yêu quý thuyền trưởng của mình. Vậy nên tôi rất mong chờ được thấy cảnh tới một ngày Bucky siêu rõ những chuyện mà Shane đã làm là vì bản thân hay thật sự là vì Roger. Quay lại thực tại, Bucky tiếp tục nói chuyện với Crocodile và Mihawk. Tên vô dụng Shane ấy cuối cùng cũng đã hành động. Tôi không biết ra làm sao, nhưng bằng cách nào đó, dù là ngẫu nhiên hay may rủi, sao cũng được. Nhưng giờ chúng tôi ngang hàng với nhau, tức là ám chỉ cái danh hiệu Tư Hoàng. Và nếu số phận đã run rủi như vậy, thì tôi cứ thế mà nó thẳng thừng ra thôi. Tôi muốn trở thành vua hải tặc. Tức là ngay lúc này, Bucky không chỉ muốn đi tới lớp theo để biết quan bi là gì, mà Bucky còn muốn cạnh tranh ngôi vị vua hải tặc với Shane tóc đỏ. Tiền bạc, quyền lực, vì sao mọi người phải dừng lại đó khi chúng ta có thể có được tất cả? Hãy đi đoạt lấy nó và chiếm hữu kho báu tối hậu nhất của thế giới. Một suy nghĩ thật sự rất thuần hải tặc. Và bạn thấy gì không? Biểu cảm của Mihawk đã hoàn toàn thay đổi, từ nhíu mày lườm liếc thiền rõ sự bề trên với Bucky trước đó, đã chuyển sang kinh ngạc kèm chút lo lắng, kiểu như ta đã đánh giá quá thấp tham vọng của mày rồi đấy, Bucky. Và nói vừa dứt câu thì Bucky đã phải hét lên trong nước mắt khi bị Crocodile tiếp tục đập cho một trận nữa. Ngươi đang ảo tưởng à? Nhớ lấy, bọn tao chỉ để mày nắm giữ cái danh hiệu đó chỉ vì nó có lợi cho bọn tao. Bọn tao không có chơi trò hải tặc, mà đây là làm ăn nghiêm túc. Crocodile nghiêm giọng với Bucky. Còn Mihawk thì đưa ra nhận định: tóc đỏ, râu đen, mũ rơm, ngươi muốn bọn ta đi gây chiến với tất cả chúng. Nghe thế, Bucky liền giải thích: không, chúng ta không cần phải đánh bại tất cả bọn chúng. Đây là trận chiến giành kho báu. Tất cả những gì chúng ta cần làm là lấy kho báu trước. Chỉ đơn giản là thế thôi. Sau đó, Bucky lấy micro trước khi bị Crocodile có thể ngăn lại và dùng những ngôn từ mạnh mẽ đốt lên nhiệt huyết trong tim của tất cả hải tặc để nói chuyện với tất cả các thành viên của Heroes. Và mặc cho đang bị Crocodile giẫm đạp thậm tệ theo đúng ý đang, nhưng dòng máu của một hải tặc thực thụ vẫn không ngừng chảy trong huyết quản, khiến Bucky bất chấp tất cả để lên tiếng. Vì nếu không như thế, Bucky sẽ thật sự đánh mất chính mình ngay sau ngày hôm nay. Giấc mơ nào đã đưa đẩy các anh em tới đại dương mênh mông, từng giây từng phút của anh em trên cuộc đời này cũng có thể là thời khắc sau cùng. Vậy thì tại sao lại bỏ mặc tiếng nói khắc khoải của con tim? Nếu các anh em phải dứt ruột từ bỏ chỉ vì hiện thực tàn khốc, thì giờ vận hội đã mở ra rồi đây. Dương bùm lên, đã tới lúc tất cả chúng ta dương bùm lên để chạm tới và chiếm lấy cái mỗi người trong chúng ta đều hàng khao khát, mong mỏi nhất. Tôi bảo hãy dương bùm lên, rốt cuộc đã tới lúc để chúng ta đi đoạt lấy One Piece. Nghe điều này thì tất cả thành viên hội Rốt đã nhiệt tình cổ vũ Bucky. Còn Crocodile với Mihawk thì khỏi phải nói cũng biết điên tiết như thế nào. Nhưng đó là biểu cảm của Crocodile, còn Mihawk thì sao? Từ kinh ngạc kèm chút lo lắng đã chuyển sang tóc mồ hôi lo lắng tột độ. Nó giống hệt như khi Shane tóc đỏ nhìn thấy trước viễn cảnh đen tối do kích kỳ ra. Rõ ràng đây là những gì mà Mihawk không thể lường trước khi cùng với Crocodile đẩy Bucky lên ghế Tư Hoàng. Mọi thứ sắp vượt xa tầm kiểm soát, Mihawk sắp phải đối mặt với những điều mà bản thân không hề muốn. Và tin tôi đi, dù tức giận là vậy, dù đánh đập các kiểu, nhưng bọn họ không thể giết Bucky, cũng không thể quét sạch đám lính dưới trướng Bucky, bởi vì cả hai đang cần gia tăng sức mạnh để thực hiện kế hoạch Utopia. Vì thế sớm hay muộn thì Mihawk với Crocodile cũng sẽ đồng ý với những gì mà Bucky vừa nói, cũng sẽ gia nhập cuộc đua chinh phục đại kho báu One Piece. Bởi sức mạnh của Bucky không nằm ở Haki, Jack Quỷ hay là kiếm thuật, mà là cái lưỡi không xương trong đường lát léo, nên hai người họ sẽ không thể nào từ chối được Bucky. Và trong phần cuối cùng của chapter là những diễn biến liên quan tới quân cách mạng. Theo đó thì ở vương quốc Kamabaka, chúng ta đã thấy bốn phụ tá của các tư lệnh quân cách mạng đang rất phấn khích vì có người đến. Và người đó không ai khác chính là Viêm Đế Sabo. Sabo đã trở về an toàn sau những gì đã xảy ra ở Lulucia. Và chúng ta cũng đã biết tên của bốn phụ tá này. Vậy là chúng ta đã biết chính xác vì sao Sabo có thể sống sót. Đơn giản là vì thời điểm đó Sabo đã thật sự không có mặt tại vương quốc Lulucia khi im phá hủy hòn đảo. Mà Sabo đang ở trên một con tàu với những công dân Lulucia muốn gia nhập quân cách mạng.
Bạn thấy Oda quay xe kinh khủng như thế nào? Khi trước đó với những lời của Ngô Lô Tên nói, thì chúng ta đều tin rằng Sabo có mặt trên hòn đảo lúc đó. Thế nhưng không phải vậy, mà Sabo đang ở trên một con tàu gần đó. Và nếu bạn để ý thì Oda đã cài cắm việc Sabo không có trên hòn đảo thông qua ánh mắt của nhân vật này. Sabo cùng với một vài người đã nhìn theo hướng 60 độ chứ không phải là ngửa mặt lên trời như những người đang ở Lulucia. Và đúng là chẳng thể bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Và thật thú vị khi trên con tàu đó có cả cô nàng Moda, chính là cô nàng bán sữa từng xuất hiện trong cover story về A. Cô nàng Moda này từng cho A ở và cho uống sữa. Vậy là Sabo đã có thể biết thêm nhiều điều tốt đẹp mà A đã làm trên đường đi tìm Rodan. Đồng thời chúng ta cũng biết vì sao Sabo ngắt hoàn toàn liên lạc. Bởi Sabo không thể tìm kiếm được option truyền tin đã mã hóa, tất cả cuộc gọi của Sabo đều đã bị nghe lén. Và bởi vì con tàu của Sabo đang ở gần hòn đảo nên chính quyền thế giới mới xác định vị trí của cậu ta là ngay tại Lulucia. Và Sabo cũng đã biết được việc Kuma quay trở lại thánh địa Merzoi, khiến công sức của mình bỏ ra trước đó thành công cốc. Nhưng cũng phải chấp nhận bởi quân cách mạng đã cố gắng hết sức. Sau đó, Sabo bắt đầu thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở thánh địa Merzoi cho Dragon với Ivanko. Chỉ nghe thôi cũng có thể bị đe dọa tính mạng, đã có một biến cố xảy ra ở hội nghị Riri. Tôi sẽ thuật lại cho hai người những gì đã thật sự xảy ra ở thánh địa Merzoi. Và đó là những thông tin gì đây? Thật sự quá sức tò mò. Rõ ràng đó là về cái chết của vua Nefertari Cobra, sự mất tích của công chúa Vivi. Trên hết là về ngai vàng bỏ trống đã không thật sự bỏ trống, cũng như người ngồi trên đó, im. Và tôi hy vọng Oda sẽ không ngắt ngang giữa chừng mà tiết lộ tất cả điều này ngay trong chapter sau. Và trên đây là tất cả những phân tích đánh giá nhanh One Piece chapter 1082 mới nhất đẹp dạng này. Hy vọng anh em thích video và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.